Dạ, hôm nay mình xin đến với vườn tược chút xíu. Cái này mình đã cắt rồi ha, bởi vì nó chết rồi. Cách đây cũng 2-3 tháng nó đã nứt ra rồi. Thì nó lạ cái là nó chết một bên ha. Chết một bên, năm vừa rồi nắng quá nên nó chết một nửa. Lạ cái là nó chết một nửa, còn một nửa trở lại, một nửa phía bên này còn sống. Thì đây, một cái cây này nó vẫn còn ha. Như mình thấy đây thì mình lên thế này, nó ra bông và đang ra trái rồi. Ok, thì cái cây bên này, cái cây bên này, cái gốc bên này ha, cái cây này là cái cây chiết, mua về xong rồi trồng thì năm đầu tiên nó ra cái trái, ăn rất là xốp, nó không có đầy. Sau này cái mình bón phân rồi mình làm thêm thì nó ra cái trái rất là đặc. Mình có quay một cái đoạn phim nhưng mà mình không có bây giờ để mình chỉ. Cái cây này trái đang ra đây, trái năm nay cũng, cái cây này còn sống lại rồi đó, vẫn còn chưa chít trái. Năm nay có vẻ nhiều hơn. Tới một cái mùa, cái cây này đó thì cây quýt nó bị lai lai rồi. Thì tới cái mùa mùa tháng 10, 11, 12 đó thì nó đã được ăn rồi nha. Lạ lắm. Dạ đây, cái gốc nó cũng là cái gốc cây chiết đó. Ở dưới này nó mọc cành con nó thêm. Thì cái một trong những cái cành này đó là cái cành của cái cành người ta chiết, nên nó mọc cái kiểu như vậy, mọc cong cong như vậy. Còn nếu mà nó trồng từ hồ đó thì nó cái cây này nó lên thẳng và nó có cái rễ cá dưới. Okay. Đó tới đây thì nó cũng cạn lắm, mình đào có chừng 10 feet đó là nó tới mặt nước rồi. Ở dưới nó bùn không à. Đây là cây táo tàu ạ. Đây nó ra bông này, ra bông rồi nè. Nó cũng trở thành cái màu hơi vàng vàng chút xíu nhưng mà vẫn còn màu xanh. Thì mấy ngày hôm nay nắng thì nó không có, nhìn nó không có tươi lắm. Dạ vâng. Dạ bây giờ thì mình tới với lại cái gốc này, cái gốc cây này là mình cần phải bứng lên, bởi vì một cái vườn mà mình cầu nguyện á, mà mình thấy một cái loại cây cây mà nó không có ra trái, thì cái cây này thuộc về cây lê. Thì cái loại lê này đó thì nó chỉ ra bông thôi. Mình thấy họ trồng ở ngay trường học hoặc là những mấy cái parking đó, mấy cái park đó, nhiều lắm, thì nó ra bông nhưng mà nó không có trái, nó chỉ có ra bông cho nó đẹp thôi. Thì cái bông nó màu trắng, nó ra thì trước khi nó ra lá thì nó ra trắng xóa một cái cành bông. Nhưng mà cái cây này dường như nó lai, bởi vì người ta mua nó thì nó để trong một cái tấm quảng cáo đó. Nó in vào trong cái cây thì người ta mua về người ta trồng thôi. Thì cái người mà contractor, nghĩa là cái người mà họ làm vườn, họ tạo cái vườn cầu nguyện, họ tạo cái vườn đó. Mình nói tới cầu nguyện là bởi vì ở ngoài này đó là người ta đi bộ, người ta cũng âm thầm người ta dâng những lời kinh ha, tán tụng trời ha. Mình thấy ở đây nó là cái loại sinh sprinkler system này. Ok, loại sprinkler system này thì nó có một cái lỗ ở đây nè, mình mới thấy ở đây. Đi ra đây có lỗ ở chỗ này nè, nó thì nó rỉ nước ra ngoài để cho nó tưới cây này. Thì ngay chỗ này nó có một cái lỗ ha, thì ngay chỗ này có khúc nối. Ở dưới này nó cũng có một cái loại dây nữa, là cái dây này cũng thuộc về sprinkler system. Thì cái loại dây này đó là nó chạy thẳng thì nó bền lắm, nó chôn dưới đất. Thì cái loại là của sprinkler system, mà cái này cũng là của sprinkler system. Thì cái này là tưới, còn cái này là nó chạy ống ống dây. Còn cái dây này là cũng sprinkler system. Thì mình thấy nó đâm vào trong đây nè, họ đút nó đâm vào trong đây. Ok, bây giờ mình sẽ cắt cái rễ này, cắt cái rễ này ha cả, cắt cái đoạn này và cắt cái đoạn đoạn này.
Cắt cái đoạn, nó cái đoạn này trong này thôi. Ok, nếu cần thiết thì mình chỉ cắt một cái đoạn ngay chỗ này thôi cũng được, nhưng mà mình cắt để cho nó có cái sức để cho nó bứng lên, nó bứng lên. Thì bên này cũng vậy ha, thì mình đào rất là cẩn thận là bởi vì ở dưới này nó có nhiều thứ lắm. Như chỗ này nó thì nó có dây điện ha, bên này nó có sợi dây điện ha. Mình mới thấy cái sợi dây điện nó nằm đây. Cái sợi dây điện nó nằm ở đây nè. Dạ đây nó có một cái sợi dây điện nó đang nằm đây. Thì mình rất là cẩn thận, mình đào rất là nhẹ nhàng, mình không có cuốc bẩm như là hôm nọ mình bấn một cái cây kia. Thì lý do mình đào một nửa là bởi vì mình sẽ đẩy cái cây này về hướng này. Ok, bây giờ mình lên trên này chút xíu. Bây giờ cái dây xích mình buộc ở đây ha. Bây giờ mình đi theo cái sợi dây xích chút xíu. Cái sợi dây xích này thì bây giờ nó là rất là căng. Mình kéo nó rất là căng ha. Thì cái xe của mình không có đưa trong đây được. Không có lối nào đưa cái xe ở đây được. Thì bây giờ mình dùng như thế này. Đó, bây giờ cái này cũng là tạm thôi. Nhưng mà tí nữa mình lấy cái mình bỏ ra, đúng là mình bỏ trong cái này nè. Mình để lại một cái cách mà để mình nới để cho cái cây nó nghiêng về hướng bên này ha. Thì mình buộc cái dây này nó vào trong gốc cây này. Ok, thì cái cây này đó, cây này là cái dừa, nhưng mà cái dừa kiểng thôi, nó không có trái. Mình thử thích trồng cái cây dừa mà có trái, nhưng mà ở đây trồng cái dừa không có trái được bởi vì nó lạnh, nó sẽ chết ha. Ok, đây là một thuộc loại về cái sprinkler system. Cái này thì nó có những cái cây bông như thế này nó đang lên ha. Ok, bây giờ mình phải cắt cái này đi, là bởi vì khi mà cái cây này nó bẫy về hướng này, okay, bẫy về hướng này thì nó sẽ bẻ gãy đứt cái dây này. Thì bây giờ mình phải, tại vì nếu mình cắt đầu này mà mình không cắt đầu này lấy nó ra thì nó sẽ bẫy gãy như chỗ này đó. Thì mình cũng đã cắt nó đi rồi ha, nhưng mà cái dây này thì nó nằm ở trong cái rễ này. Cái này thì hơi khó, tại vì cái dây này ha, cái này sprinkler system nó nằm trong đây, thì cái rễ của nó thì nó nằm ở đây, rễ nằm tới đây xuống đây, nó nằm vòng ở đây. Còn một cái rễ này nữa thì nó hơi hở là bởi vì mình kéo cái độ căng nó về hướng này. Ok, thì cái này đó là cái nó sẽ bẫy cái này bẫy. Bây giờ mình phải cắt nó đi. Cái này mình cắt ngay cái đầu này. Bây giờ mình cắt cho sát ra đây chút xíu để mình có thể giữ lại cái dây này. Cái dây này thì dây thì mình không biết kéo ra bằng cách nào đây. Nhưng mà đằng nào mình phải cắt ra như này. Thì mình phải shut down cái sprinkler system. Ok, thì ở dưới này nó còn rẻ nữa và ở dưới bên này nó vẫn còn rẻ nữa không. Thì còn rẻ hai mọc tùm lum là dường như cái kiểu làm vườn của một người professional này, dường như họ không có nghĩ đến cái hậu quả của nó, là bởi vì cái hậu quả của nó là cái dây này, nếu không thì mình phải cắt mình bỏ đi, còn không thì mình cắt thêm một khúc này nữa, thì mình cắt mé trong này đó, thì nó sẽ bẫy cái này lên,
nó trong này không thì nó sẽ bậy lên, thì mình có thể giữ lại được cái sợi dây đó, mình khỏi phải nối. Ok, bây giờ mình làm tiếp tục nha. Bây giờ mình cắt tới đây rồi, cắt cái dây này, bởi vì cái dây này nó sẽ là khúc nối. Ok, cái vườn hoa như thế này đang ra hoa. Đáng lý ra là mình phải cắt cái cây này vào ngay mùa đông để cho cái lá của nó chưa có mọc ra ha. Bây giờ lá nó mọc ra tùm, nó nặng lắm, gió nó cũng thổi. Ok, dạ, đây là một trong những gốc cây dừa ha. Gốc cây dừa mà mình cắt lên thì nó không có một cái cây con lên. Ok, thì mình cây dừa thì mình có thể cắt như vậy được. Còn cái cây dừa này cũng vậy, mình cắt ngang cũng được ha. Thì đây mình đang cắt dở dang cái dây xích, mình bỏ cũng màu đỏ đây ha. Còn mình đi theo dõi cái dây xích này thì nó sẽ đi về cái hướng bên này. Ok, đồng thời thì bây giờ mình cho nó hơi nghiêng về hướng bên này rồi. Ok, thì cái chỗ này đó, cái chỗ này bây giờ mình trở lại thì mình cắt nó đi rồi ha. Thì đây nè, mình cắt nó đi rồi, mình cắt xong mình bay bậy nó nè, thì nó đi ra hết rồi đây, nhưng mà nó dẹp vì nó nằm dọc từ trên này xuống này ha. Bây giờ mình cắt cái khúc này nó gần đứt rồi, nhưng mà mình muốn quay để cho mình đánh dấu trước khi nó lật lên, cái cây này nó nhổ gốc lên ha. Ok, bây giờ mình tiếp tục mình cắt cho nó đứt cái đoạn này ha. Dạ, như bây giờ thì mình đã thấy nó nghiêng rồi ha. Nghiêng rồi đó. Mình thấy cái cây ngang không? Rồi cái cây này bây giờ nó nghiêng vào hướng bên này rồi. Ok, đó. Mình cắt xong mình đưa nó cái dây này xuống mấy dưới ha. Mấy dưới cái rễ như này. Lúc này mình sơ ý mình bầm một cái ngoài chỗ này, mà bây giờ thì không biết là nước nó có rơi chỗ đó không, nhưng mà cái chỗ này chắc mình phải cắt nó ra để nối nó lại, tại vì nó dẹp á, nước nó không có thoát qua được. Bây giờ rễ như vậy rồi, nhưng mà nó có một nửa rễ mé bên kia, như là 1/3 ha, 1/3 rễ mé ra thì nó không có gãy được. Bây giờ mình ép cho nó gãy xuống ha. Ok, nó hơi lỏng rồi đó. Bây giờ mình nghe nó rộp. Giờ nó nhấc lên cao một chút xíu rồi đó. Mình thấy cái dây xích nó trùng xuống à. Đó, nó trùng xuống, nó nằm dưới đất ha. Nằm dưới đất đó ha. Ok. Ok, bây giờ nó cũng hơi nghiêng hơn một chút xíu nữa ha. Bây giờ mình thấy nó nghiêng quá rồi ha. Ok, gió thổi quá trời gió thổi. Ok, Bây giờ mình đẩy nhẹ coi nó có gãy không nha. Lúc này nó kêu rộp rồi. Bây giờ mình đứng lên cho cái sợi dây xích nè. Nó vẫn chưa hả?
Dạ đây nó cũng hết rồi. Nó tới vừa tới cái mức cuối cùng. Như vậy luôn ha. Ok. Vậy thì mình tháo nó ra nhé. Dường như là tới đây là mình xong rồi. Đây, nó đã ngã rồi. Thì bây giờ mình lung lay thử nhúng nó lên rồi. Thì bây giờ mình sẽ mò nó ra, mình sẽ cắt vào hướng này, cắt trong vòng vòng. Rồi mình sẽ cắt nó đi. Bây giờ thì rễ nó lên rồi đó. Bây giờ nó còn cái rễ có bên này, có một cái rễ lớn. Lên như vậy. Còn một cái rễ lớn đây. Còn một số rễ lớn ở đây không? Bây giờ đó, bây giờ mình sẽ ngưng. Đó, mình sẽ lung lay. Đây là một cách khác để mà mình bứng cây. Đồng thời là mình không muốn bứng bứng hết những cái cây bông này, cái bông mình bên này ha. Nếu mà mình bứng lên thì mình sẽ bứng hết một loạt nó lên. Có cách này đó thì mình không cần phải bứng, mình chỉ cần cắt cắt khoảng chừng một cái găng tay mé trong mé ngoài như vậy thôi. Nếu mà nó lên cây cây nhỏ mé này thì mình đào sau cũng được. Thôi bây giờ mình nó bị cái này thì cũng không có cần thiết lắm, là bởi vì họ xiên mấy cái lỗ như vậy nè để họ cho nước nó ra đó, nên nên cái này thì không cần lắm. Cái dây này, cái dây đen này thì cần. Ok, bây giờ mình ngưng nhé. Có gì mình chúc các bạn được bình an và khỏe mạnh, rồi mình từ từ mình cắt cái dây này nhỏ nhỏ lại, cái cây cành nhỏ nhỏ lại ha. Ok, tôi xin chào các bạn, xin chúc các bạn bình an. Rồi mình cũng cắt khúc khúc ra đó ha. Ok, chúc các bạn được bình an vậy thôi, biết bây giờ nói thêm cái gì nữa. Dạ vâng.